Có thể nói đây là tin mừng cho cộng đồng người Việt chúng ta sống ở Texas. Vừa qua, Texas, Mississippi đã dỡ bỏ các hạn chế của Covid và lệnh bắt buộc đeo khẩu trang bất chấp cảnh cáo của CDC. Thống đốc Texas, Greg Abbott thông báo rằng ông sẽ hủy bỏ lệnh đeo khẩu trang bắt buộc trên toàn tiểu bang và cho phép tất cả các doanh nghiệp mở cửa trở lại với 100% công suất. Cả hai thông báo đều được đưa ra ngay sau khi Giám đốc CDC tiến sĩ Rochelle Walensky cảnh báo các quan chức bang không nên dỡ bỏ các hạn chế quá nhanh. Thống đốc của Texas và Mississippi đều tuyên bố họ đang dỡ bỏ các quy định về khẩu trang và cho phép các doanh nghiệp mở cửa trở lại hết công suất ngay cả khi sự suy giảm của các trường hợp coronavirus hàng ngày chậm lại, và các quan chức liên bang yêu cầu các bang phải thận trọng. Thống đốc Texas Greg Abbott cho biết trong một cuộc họp báo tại nhà hàng Mexico, ông sẽ ban hành một lệnh hành pháp mới bãi bỏ hầu hết các hạn chế trước đây của mình, bao gồm cả nghĩa vụ đeo khẩu trang trên toàn tiểu bang. Ông nói thêm rằng tất cả các doanh nghiệp sẽ được phép mở cửa 100% và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 3. Bây giờ là lúc để mở Texas 100%, ông nói thêm như vậy. Gần giống với ngài thống đốc Abbott, thống đốc bang Mississippi Tate Reeves đã thông báo một cuộc họp báo riêng là ông sẽ bãi bỏ tất cả nghĩa vụ đeo khẩu trang và xóa bỏ các hạn chế trên toàn tiểu bang đối với gần như tất cả các doanh nghiệp. Reeves và Abbott đều cho rằng số ca nhiễm coronavirus mới ngày càng giảm và vaccine là những lý do để chấm dứt các hạn chế. Nhưng các quan chức liên bang đã cảnh báo rằng sự sụt giảm các trường hợp mắc mới dường như đang chững lại, và sự xuất hiện của các biến thể coronavirus mới có thể dẫn đến sự phục hồi. Và trong khi vaccine coronavirus ngày càng có sẵn trên khắp đất nước, các nhà khoa học của CDC đã cảnh báo rằng đất nước này còn cách xa khả năng miễn dịch cộng đồng. Giám đốc CDC tiến sĩ Rochelle Walensky đã cảnh báo các quan chức bang không nên dỡ bỏ các hạn chế về sức khỏe cộng đồng quá nhanh. Walensky cho biết tại một cuộc họp giao ban của Tòa Bạch Ốc, và cho rằng trong khi các trường hợp mắc mới hàng ngày đã giảm nhanh chóng kể từ đỉnh điểm, sự suy giảm dường như đang chững lại với tỷ lệ lây nhiễm cao đáng lo ngại. Và bà nói thêm rằng sự lây lan của các biến thể mới dễ lây lan hơn coronavirus là một mối đe dọa mới có thể làm lùi bước tiến của quốc gia, ngay cả khi vaccine được tung ra. Đây cũng là nguồn tin rất khích lệ cho cộng đồng người Việt chúng ta sống ở Texas và Mississippi. Và đây cũng là điều mà chúng ta cũng cẩn trọng ở trong cuộc sống của chúng ta, vốn dĩ không thừa chút nào. Trong những tháng vừa qua và thậm chí năm vừa qua, chúng ta có thể nhận thấy được những diễn biến trong cuộc sống mà nằm vượt ra khỏi khả năng của mỗi người chúng ta. Cũng mong sao tất cả chúng ta, những người đang định cư tại Mỹ nói riêng, thật nhiều sức khỏe và cuộc sống tốt đẹp nhất. Phải công nhận là cộng đồng người Việt ở Mỹ rất mê đánh bài. Đi vào bất cứ casino nào lớn thì cũng nghe thấy tiếng Việt, hay là ở bất cứ vùng nào có người Việt định cư là các sòng bài chính thức và chui cũng đều phát triển rất là mạnh. Chính quyền một bang nhiều người Việt sinh sống ở Mỹ đã phải bỏ tiền để mà làm một cuộc điều tra xã hội học về tình trạng cờ bạc của các sắc dân châu Á. Kết quả quá bất ngờ là tỷ lệ mắc bệnh cờ bạc của người Việt quá cao, chiếm đến 59%. So với các cộng đồng khác chỉ dao động từ 1 cho đến 6%. Cờ bạc có cả 12 tháng, cả 365 ngày và đêm. Các sòng bạc có rất nhiều chương trình giải trí, ăn nhậu, phòng nghỉ hầu như là được miễn phí. Miễn là phải ngồi chơi tại bàn trong một số thời gian nhất định. Khi mới tới đất Mỹ, thực sự nghe những tay tổ nói về những thú vui đỏ đen, và từ đó tâm trí cũng cứ lơ mơ màng về chuyện cờ với bạc. Tùng Văn, một người Việt ở Houston, chia sẻ như vậy. Cũng theo anh Tùng Văn, khi một người mới đi casino, nếu anh ta may mắn thì sẽ trúng được một món tiền đủ để mà ăn xài rộng tay, để mà khoe khoang, để mà đề cao mình. Nhưng sau đó anh ta sẽ liên tục tới sòng bạc để mà kiếm tiền thay vì đi làm vất vả với thu nhập ít ỏi của mình. Ngược lại, nếu như anh ta thua trắng tay, anh ta sẽ tiếc của nên sẽ trở lại sòng bạc để mà gỡ gạc. Và cứ thế, người Việt xa xứ bỗng trung thành với cờ bạc. Nghiền cờ bạc chưa đủ, một bộ phận người Việt còn tổ chức đánh bạc bất hợp pháp. Nhiều vụ cảnh sát đã phá những cái ổ cờ bạc của người gốc Việt tổ chức chui ở trong gia đình, đặt nhiều máy đánh bạc. Điển hình như là cảnh sát bang Virginia đã phá một băng đảng chuyên tổ chức những vụ bài bạc bất hợp pháp tại thương xã Eden của người Việt. Trung úy Dan Hatch, chỉ huy trưởng toán đặc nhiệm truy quét thương xá cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ nhiều thành viên của Dragon Family, một băng đảng người Việt khét tiếng về đâm chém và tống tiền, đã tổ chức đánh bạc tại 13 quán cà phê và cơ sở buôn bán ở Eden. Nhóm này đã biến máy chơi điện tử thành máy đánh bạc. Trong một cuộc truy quét, cảnh sát đã thu giữ hơn 1 triệu đô la Mỹ tiền mặt và 186 chiếc máy đánh bài trị giá là 200.000 Mỹ Kim. 19 người trong cuộc truy quét đã bị bắt và truy tố với hàng loạt tội danh, theo Trung úy Dan Hatch cho biết như thế. Trước đó thì Trung Quốc Phương, 44 tuổi, với mang biệt hiệu là Gertron, là thủ lĩnh của nhóm cờ bạc mệnh danh là nhóm cờ bạc bịp mang tên là John O'Nation, chủ yếu đánh tại San Diego, cũng đã sa bẫy của cảnh sát. Phương đã từng làm việc chia bài ở tại sòng bài Resort and Casino tại California, nhưng đã bị đuổi việc vì thông đồng gian lận với con bạc. Sau đó, Phương đã lập băng chuyên hối lộ nhân viên chia bài và giám sát viên ở các casino để mà thực hiện những cú lừa ngoạn mục của mình. Theo tờ Los Angeles Times đưa tin, băng nhóm của Phương được tổ chức rất bài bản với những buổi huấn luyện kỹ năng xào bài, chia bài cho nhân viên sòng bạc, cũng như là luyện cách nhớ thứ tự bài cho các thành viên trong nhóm. Bằng thủ đoạn này, đường dây lừa đảo đã liên tục thắng hàng nghìn đô la Mỹ. Bọn chúng sử dụng những cơ chế phức tạp, bao gồm cả máy phát tín hiệu bí mật và một phần mềm được tạo ra để mà đoán trước trật tự những con bài sẽ quay vòng trong bài xì rách. Một quan chức Bộ Tư pháp cho biết, thực sự cái gì gieo gì gặt đó, cái gì không có cái hậu quả của nó. Theo nguồn tin từ Santa Ana, vào ngày 16 tháng 12 cho hay, 17 trên 19 người gốc Việt bị bắt ở thương xã Eden đã nhận tội đánh bạc trên máy. Giới chức của bang Virginia cho biết, những người này chỉ bị phạt tiền và án treo, chứ không phải đi tù, nhưng với điều kiện là không tái phạm tội. Trong đó, Phạm Thanh Hương, chủ quán Missy Cà Phê, bị 9 tháng tù treo, đóng 300 đô la tiền phạt và mất toàn bộ số tiền từ máy đánh bạc. Riêng hai nghi can còn lại, gồm có bà Lê Hồng Hạnh, chủ quán cà phê Miss Kitty, và Quách Việt Anh, chủ quán California Cafe, đã được xóa tội. Trong khi đó, thì Trương Quốc Phương bị tuyên án 70 tháng tù giam do cầm đầu băng lừa đảo tinh vi, đã chiếm đoạt 7 triệu đô la Mỹ của 27 sòng bạc tại Mỹ và Canada. Ngoài án tù, Phương còn phải trả là 5,7 triệu đô la Mỹ cho các sòng bạc bị lừa đảo và nộp phạt 2,8 triệu đô. Tài sản của chùm bài bịp này cũng bị tịch thu, trong đó gồm 2 căn nhà tại San Diego, California, một chiếc xe, một đồng hồ Rolex và một dây chuyền mạn kim cương. Có thể nói là từ các sự cờ bạc là bác thằng bần, nhiều người nghiệm ra rằng đánh bạc ở Mỹ thua đó là chuyện thường, hồi đó là chuyện may và thắng đó là chuyện lạ. Theo nhà chức trách liên bang cho biết, một món nợ cờ bạc lên tới là 40.000 Mỹ Kim đã đưa đến sự việc một thanh niên ở Boston tiếp tay bắt cóc một nạn nhân ở Quincy, đánh đập và tra khảo nạn nhân này để lấy tiền. Trước đó, mối đe dọa cho tính mạng thì nạn nhân đã cầu cứu với cơ quan FBI, đưa đến một cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng trước khi 4 anh gốc Việt bị bắt liên quan đến việc bắt cóc và đòi nợ một nạn nhân đồng hương được giấu tên. Trong 4 anh này thì có anh đã bị tuyên án. Một anh đang chờ ngày ra tòa để nhận tội và 2 anh đã nhận tội. Vào ngày thứ Tư ngày 17 tháng 10 năm 2018, Nguyễn Kim, 25 tuổi, đã ra tòa nhận các tội bắt cóc, âm mưu thu tiền nợ bằng phương pháp tống tiền. Anh Kim còn bị truy tố về tội điều hành một hoạt động kinh doanh cờ bạc bất hợp pháp. Anh cũng đã nhận tội này theo lịch trình của tòa thì sau khi bị cáo nhận tội, Nguyễn Kim sẽ nghe tuyên án vào ngày 10 tháng Giêng năm 2019. Bản án có thể là vài năm tù. Anh ta đã bị bắt giữ và bị truy tố vào hồi tháng 8 năm 2017 cùng với 3 người khác ở Boston. Huỳnh Vinh, 35 tuổi và Lê Quang, 27 tuổi, bị truy tố với những tội danh giống như Kim. Còn Trần Ban, 26 tuổi, chỉ bị buộc tội điều hành hoạt động kinh doanh cờ bạc lậu. Nhà chức trách nói rằng Nguyễn Kim và Lê Quang đã cầm theo dao đi để bắt cóc nạn nhân từ một căn nhà Quincy. Rồi sau đó chở nạn nhân chạy lanh quanh và đánh đập anh ta vào tháng 11 năm 2017. Nạn nhân cho biết là anh nói với những kẻ bắt cóc rằng ông cần thêm thời gian để kiếm tiền trả nợ. Nạn nhân đã có cá độ thể thao với mấy anh này, kể cả những trận đấu football của Hiệp hội NFL. Theo cơ quan FBI cho biết, trước khi xảy ra vụ bắt cóc thì một số người đã tới nơi làm việc của vợ nạn nhân để mà tìm anh. Lúc đó Lê Quang đã nhắn tin cho nạn nhân và nói rằng ông đừng hòng trốn. Sau ngày bị bắt cóc lên xe và bị đánh đập, nạn nhân đã tìm đến các điều tra viên liên bang và sau đó nạn nhân đã trả tiền cho Lê Quang và mấy người kia. Theo sự hướng dẫn của FBI, trong vòng 8 tháng nạn nhân đã trả cho mấy người đó là 22.350 đô la Mỹ, theo văn phòng biện lý liên bang cho biết. Trong một cú điện thoại được thâu âm lại, cách mấy tháng sau vụ bắt cóc, Huỳnh Vinh đã đe dọa nạn nhân, theo FBI cho hay. Huỳnh Vinh nói với nạn nhân qua điện thoại là theo FBI cho biết, mày đừng nên bước ra ngoài đường nghe không? Tao mà thấy mày là mày chết đó. Trong tháng 5, Lê Quang bị tuyên án 6 năm tù giam và 3 năm được phóng thích bị giám sát. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.